máy sấy Samsung, công nghệ heat pump, hình ảnh thực tế trong quá trình đang vận hành ở chế độ hỗn hợp, thời gian là 1 tiếng 20 phút, ở tốc độ sấy là mạnh nhất, máy vận hành êm ái. Trong máy là khoảng hơn 4 kg quần áo. Chân đế này mua tại siêu thị cùng với giá 250.000, lắp đặt tận nơi. Review sơ bộ thì máy chạy khá là êm, màu sắc đẹp, núm vặn nhạy. Lưu ý khi sấy là có các cái khóa bằng sắt, bằng vật nó đập ở trong cái lồng giặt, nghe là tiếng kêu hơi sao rồi. Đây là khay đựng hơi nước. Hôm qua mình đã giặt một mẻ, đã sấy một mẻ nhưng mà chưa đổ đi. Khay nước này nó có dung tích khoảng hơn 4 lít đến 5 lít gì đấy, không nhớ rõ. Đại khái là khoảng một mẻ sấy chăn và hai mẻ sấy hỗn hợp này thì nên đổ cũng được. Và cái này sấy được một cái chăn khoảng 5 kg. Với ở chế độ chăn ga này thì nó chạy là 1 tiếng 30 phút, thì vẫn khi sấy xong thì còn hơi ẩm một chút, tức là nó khô khoảng 90%. Nhưng nếu mà mình chọn vào chế độ thời gian sấy và chọn mức là 120 phút thì khô hoàn toàn và rất tiết kiệm điện. Công suất của cái máy này là 900W. Tương ứng với 1 giờ là nó sẽ tiêu thụ khoảng 0,9 kW, tức là gần một số điện. Thì với mỗi một mẻ sấy tương đương với lại 1 tiếng rưỡi là sẽ tương đương hết một số rưỡi điện, là giá trị kinh tế vào khoảng 2.000 một số điện, thì sẽ hết khoảng 3.000 đồng trên một mẻ sấy này. Thì trung bình một tháng mình sấy 30 ngày thì sẽ hết khoảng 100.000 tiền điện, khoảng như vậy. Đối với lại những gia đình có hai vợ chồng và hai người con thì một tháng hết khoảng 100.000 tiền điện. Còn nếu như gia đình đông người có 3 thế hệ chẳng hạn thì các bạn tự liệu, mỗi một lần một mẻ này sấy là được khoảng 5 đến 6 kg quần áo. Và cái thời gian sấy là mình còn chưa dùng tới, chưa sấy cái gì lên đến 150 phút bao giờ, chủ yếu là chỉ sấy đến 120 phút là khô tuyệt đối và nó rất là thơm. Ngoài ra ở cái phần trong cái chỗ phần này là nó có cái lọc bụi vải rất tốt và tuyệt vời, nó lọc cực sạch sẽ và ở trên quần áo sau khi sấy xong nó sẽ rất là mùi thơm và không có một chút sợi tơ vải nào, hoặc là tọng, hoặc là đất cát vân vân. Đối với những chăn màn sau khi giặt xong là nó sẽ lưu hết vào đây, rất là sạch sẽ. Thì với cái giá mình mua tại Ecomart, cái máy này mình mua tại Ecomart, siêu thị điện máy Ecomart, giá nó sẽ rất là mềm, nó mềm hơn ở điện máy xanh cũng như MediaMart rất là nhiều. Cái tiếng cọc cọc các bạn đang nghe là chính là do cái khóa của áo khoác, cúc của quần jean hoặc là những cái mát của quần là nó đập vào trong cái thành lồng bằng inox. Thì nếu như các bạn không biết thì có thể là tưởng máy nó bị sao, nhưng thực ra không phải, nghe hơi xót ruột một tí nhưng mà hoàn toàn bình thường, không vấn đề gì cả. Cái máy này là hiện tại mình đã mua được, hôm nay là ngày thứ 3 và sử dụng thì chưa có điểm gì để chê. Và đây là mình đang đặt trong phòng tại nhà luôn. Cái máy này không
nó có một cái đặc điểm rất là hay là không cần phải lắp đặt dây dợ gì cả, chỉ có duy nhất cắm ổ điện vào là sử dụng. Ngoài ra nó còn có thêm một cái, nó có thêm một cái khay, có thêm một cái khay như vậy là để sấy giày. Các bạn có thể sấy được khoảng 2 đôi giày hoặc 3 đôi tùy ý. Nhưng mà mình cũng chưa thử cái chế độ này, thì có lẽ là mình sẽ thử sau và review cho các bạn. Thì mình sẽ quay tổng thể một chút về cái máy giặt. Đó, máy thì nó nhìn rất là trang nhã. Khối lượng là vào 9 kg. Về cái kích thước thì như các bạn thấy ở dưới đấy, nhìn để rất là gọn gàng, không mất nhiều diện tích. Tuy nhiên theo khuyến cáo là không nên đặt ship vào tường, cả mặt trước và mặt sau. Mặt trước và mặt sau nó rất đơn giản, chạy rất là êm, chạy rất là êm. Các bạn này mình dí sát vào máy thì không có tiếng gì, cái tiếng lọc cọc chính là tiếng máy do các cái khóa nó đập vào. Còn đây mình đang dí sát vào cái vần của máy, hoàn toàn không có âm thanh lạ nào phát ra, rất là êm ái. Cái này các bạn có thể thậm chí đặt trong phòng ngủ cũng được luôn, đó rất là tuyệt vời. Cái máy này tiền nào về của đấy các bạn, nếu như đang phân vân và muốn mua cái máy này về để sử dụng cho gia đình thì nên mua. Mình cũng đã từng phân vân như các bạn, nhưng mình đã quyết định mua và không cảm thấy đây là một quyết định sáng suốt và tuyệt vời. Đó, rất tiết kiệm. Còn về độ bền thì mình cũng như các bạn đã đang có chế độ bảo hành một đổi một trong một tháng. Đây là cái chế độ bật đèn. Bật đèn khi soi quần áo lúc mà mình muốn kiểm tra xem, các bạn bấm vào nút này, bấm một lần nữa thì nó sẽ là tắt. Đó, bấm lần nữa thì nó sẽ tắt. Hiện tại là máy đang chạy ở chế độ thực tế. Ở cái chạy cái chế độ này thì nó khoảng 30 phút đầu. Khoảng 30 phút đầu là nó sẽ sấy ở chế độ bình thường. Sờ vào đây sẽ không cảm thấy nóng. Tuy nhiên bắt đầu từ khoảng 1 tiếng trở đi, còn lại là nó sẽ sấy ở chế độ rất mạnh. Nó sẽ làm nóng, sấy rất là nóng, sờ vào đây sẽ cảm thấy rất là nóng. Nó nóng giống như là khoảng cảm giác, mình cảm giác là sờ vào khoảng 5-60 độ ấm ấm. Đó, rất là nóng. Và khi sấy xong thì nó là khô tuyệt đối, chứ không phải là ẩm, các bạn có thể bỏ ra sử dụng trực tiếp được luôn. Phần này là chính là cái phần bảo dưỡng của cái phần máy. Cái nguyên lý hoạt động của cái máy này là nó giống y như cục nóng của điều hòa. Các bạn sử dụng điều hòa là cái phần cục nóng là nó sẽ thổi ra hơi nóng. Thì đó, chính là cái máy này nó chạy y như vậy, chẳng qua là cái cục nóng nó chuyển vào trong này. Đó, nó dùng cái ga đấy để làm nóng, dàn nóng và nó thổi lên đây. Và khi cái hơi nước nó được hút lên và nó chuyển vào trong khay này. Đó. Nên mình nghĩ là nó cũng rất là bền, giống như các bạn sử dụng điều hòa thì tất nhiên là của bền vẫn sẽ tại người. Các bạn nên, nếu như đã mua thì nên mua thêm cái chân kệ 250.000, rất là dày dặn, cũng là bằng inox và bốn chân làm bằng kệ, có phần chống nhám, chống trơn trượt, rất tuyệt vời. Đó, đây là mình review sơ bộ về chiếc máy sấy heat pump công nghệ mới nhất của Samsung. Hiện tại giá tại các siêu thị điện máy như MediaMarkt hoặc Điện Máy Xanh nó đang giá khoảng 16.900.000, hoặc có thể rẻ hơn một chút là khoảng 16.500.000, nhưng ở tại Ecomax hiện tại đang bán là khoảng 13.900.000. Cái này mình không quảng cáo cho Ecomax, nhưng mình mua ở đó. Lúc mình mua là thời điểm ngày 16 tháng 11 năm 2020. Đó, như vậy mình sẽ review sơ bộ qua cho các bạn biết về cái máy giặt heat pump này trực tiếp trong quá trình vận hành. Thì ở trên các cái YouTube này hiện tại chưa có một clip nào về review thực tế cái quá trình sử dụng của cái máy này. Và có lẽ đây là một cái video thực tế nhất, chân thật nhất để cho các bạn tham khảo trước khi đang phân vân hoặc tìm hiểu về cái dòng máy heat pump này. Đó, dòng máy heat pump này.
Đấy, cái tiếp theo, nếu như các bạn đang muốn thắc mắc hoặc tìm hiểu về các cái đồ điện máy, đặc biệt là đồ của Samsung hoặc LG hoặc điều hòa vân vân, thì các bạn hãy comment ở dưới thì mình sẽ làm các cái video tiếp theo và mình sẽ review sơ qua về cái